thể chuẩn rồi và bây giờ từ thiên nhạc thổi lên thì tất cả các đội sẽ thể hiện năm đội nhảy của đội mình để cho anh nam quay trực kia và cũng là để thể hiện tinh thần tập huấn của các bạn. Chuẩn bị này, sẵn sàng chưa? Âm nhạc nổi lên, đội trưởng nhảy như thế nào? Đội các đội phó nhảy như vậy thật đều, thật đẹp, rất độc lạ và sexy. À, được chưa? Vẫn có một số đội vẫn đang rất là tuyệt vời, đang thể hiện lại những điệu nhảy của mình. Rồi, sẵn sàng chưa? Thầy Lai Tam sẵn sàng chưa? Cho các đội thêm khoảng 10 giây nữa để các đội có thể tìm ra những điệu nhảy sexy hơn. 5 điệu nhảy nha, 5 điệu nhảy nha. 5 điệu nhảy nha. Được không? Được chưa? Còn 5 giây để các đội thể hiện điệu nhảy của mình. Chúng ta chịu khó một chút nhưng mà chúng ta sẽ có những kỷ niệm tuyệt vời, những nốt nhạc tuyệt vời trong bảy nhạc của chúng ta. Ai học nỏ mà. Xong chưa? Rồi chuẩn bị. Cho tôi thấy tinh thần của các đội. Tôi thấy tinh thần đội nào tinh thần khi hô đến đội nào đội đó giơ thật cao tay lên nhá, chuẩn bị. Cho tôi thấy tinh thần của đội màu xanh đang ở đâu? Rồi yếu quá, nhìn đội màu vàng này. Tinh thần của đội màu vàng đang ở đâu? Rồi quá tuyệt vời. Đội màu đỏ thì sao? Màu đỏ cộng 100 điểm. Quá tuyệt vời. Bây giờ tinh thần đã như vậy rồi, xem anh chị với những bản nhạc, với những điệu nhảy anh chị xem như thế nào nhá. Rồi bây giờ trước hết thì chúng ta hãy nhìn về phía đội vàng sẽ xử lý trước. Rồi xin mời đội vàng ạ. Nhìn đội vàng ạ. Và trước hết hai đội hãy dành cho đội vàng một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Vì tại sao ạ? Vì cũng có thể sau khi đội vàng nhảy xong thì không cần ai vỗ tay cho đội vàng nữa. Đội vàng chuẩn bị. Bản nhạc đầu tiên dành cho đội vàng này. 1, 2, 3, bắt đầu. Bản nhạc đầu tiên chúng tôi sẽ thay đổi nhạc liên tục. Có thể là sôi động, có thể là quan họ cải lương. Phải cảm nhạc liên tục nhá. Bắt đầu lên cảm nhạc đi, bắt đầu cảm nhạc đi. Điều đầu tiên là điều gì đây? Đây là điều gì cả? Vịt vây cánh à? Hay quá. Ở dưới cổ vô mạnh đi. Đổi kiểu đi, đổi kiểu đi. Kiểu thứ hai đi. Kiểu thứ hai đây, kiểu thứ hai. Ôi, cái kiểu ấy tập sử dụng buổi sáng đó à? Bên đây hay tập sử dụng buổi sáng thế nhỉ? Tiếp tục nhá. Cảm nhạc nhá, chuẩn bị đây. Đổi kiểu đi. Nhảy tiếp với đội trưởng các bạn. Anh chị này bây giờ chúng ta cơ trưởng cũng thay đổi liên tục. Chị vào đây, anh em đây. Vào đây, anh chị vào giữa. Nhảy tiếp về ở giữa. Kiểu cuối cùng, xin mời, kiểu cuối cùng. Kiểu gì đó, kiểu sexy. Đây, chúng tôi sẽ cộng điểm sexy cho đồ này. Vâng ạ. Rồi. Cái này là nhảy ít tập dưỡng sinh. Chúng tôi liên tưởng đến bờ hồ. Rồi bây giờ xin mời đội hai đội còn lại, đội nào tự tin ạ, đội nào tự tin thể hiện ạ. Rồi đội đỏ tinh thần rất là tuyệt vời, chúng tôi xin mời đội xanh. Rồi xin mời đội xanh chuẩn bị nhá. Bán bản nhạc dành cho đội xanh. Cảm nhạc này. Đội trưởng chú ý, nhảy thật giống với đội trưởng thật đều nhá. Dạ vâng, em nhờ anh một xíu nữa, mình sẽ tự dịch chiếc lao ở đây, nghe cho nó rõ hơn. Cảm nhạc đi. Nhảy giống như đội trưởng nha. Đội vang chuẩn bị, à đội đài chuẩn bị. Đội xanh làm lại nha. Đội xanh làm lại, cảm nhạc. Đội xanh làm lại. Tiếp tục cảm nhạc đi, đây là có lẽ là điều nhảy đầu tiên rồi, cảm nhạc đi. Nhạc Lào chúng ta cũng nhảy. Rồi, quá tuyệt vời, điệu gì đây? Đây điệu là phê thuốc Lào. Quá tuyệt vời, chuẩn bị. Ê. Yeah, nó kiểu gì phê xong rồi giật. Kiểu như lên đồng này à? Đây kiểu lên đồng. Ê.
Bây giờ mua quạt rồi. Ủa rồi, chứng tỏ đội trưởng ở nhà bán bún chả hay quạt chả cho mẹ hay sao? Rồi kiểu gì đây? Ôi giỏi ơi. Rồi xin mời. Điều thứ ba rồi. Xin mời anh kìa. Anh vào cơ trưởng, anh chị vào. Thay đổi liên tục. Yeah. Ủa rồi, nhanh trừ điểm bây giờ. Điều thứ tư, điều gì đây? Ê, điều kiểu như là khỉ ăn trộm đào à? Rồi. Rồi, tiếp tục kiểu tiếp theo, kiểu thứ năm, mời anh Cường. Rồi, ôi trời ơi, Tôn Ngộ Không, anh Tôn. Rồi, tiếp tục đi. Rồi, được rồi. À, bây giờ xin mời đội này thì nhảy như thoát vị đĩa đệm. Rồi, xin mời đội đỏ đi. Đội đỏ chuẩn bị nhá. Sẽ có những bản nhạc, liên tục những bản nhạc dành cho đội các đội. Bắt đầu. Ngọc Điện Chúa. Vừa lên đàn Ngọc Điện trên Kim Bôn rồi. Hai đội cổ vũ mạnh lên, cổ vũ cho đội đỏ mạnh lên. Úi dồi, đấy, quá tuyệt vời. Vừa này có một tinh thần đồng đội rất cao. Rồi, đây kiểu gì đây, kiểu chiều lên phản thượng à. Rồi, đội kiểu tiếp đi, chuẩn bị đây. Cảm nhạc đi đã. Ở dưới cổ vũ mạnh đi. Cổ vũ đây kiểu bắt tên mà đi. Ê. Đây, ôi trời, đánh mông rồi. Sang đánh mông rồi, đánh mông mạnh lên. Ê. Hay quá. Rồi, bây đổi cơ trưởng, đổi bạn ơi. Úi trời ơi, vỗ tay đi. Úi trời ơi. Ôi, bạn này chắc là đây.